Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Kiến trúc xây dựng An Nam. Hôm nay thì tụi mình có cơ hội để mà thăm lại một cái căn nhà phố tại Hồ Bún Sáng, thành phố Cần Thơ. Căn nhà này thì bao gồm là 4 tầng, chính xác hơn là một bán hầm và 3 tầng ở phía trên nữa. Thì sau 4 năm quay lại thì căn nhà này trở nên rất là xinh đẹp, thậm chí là còn đẹp hơn khi mà trước khi mà tụi mình bàn giao cho chủ nhà nữa. Thì cùng nhau khám phá xem là căn nhà này có những gì nhé. Theo như thiết kế ban đầu của kiến trúc sư đưa ra thì từ ngoài đi vào chúng ta sẽ có một cái hệ cầu thang để đi lên thẳng phòng khách ở đây luôn. Tuy nhiên thì chủ nhà rất là ít sử dụng cái cầu thang này cho nên là đang tận dụng để trồng cây. Bình thường chủ nhà sẽ sử dụng đi lên phòng khách bằng cái con đường là bằng hầm này luôn. Thì chủ nhà sẽ đi xe ô tô chạy vào trong cái phần hầm này. Thì căn nhà này nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là phần bán hầm này rất là rộng, có thể để được tới 3 chiếc ô tô luôn các bạn. Để mà tạo ra cái mạng xanh cho ngôi nhà thì An Nam đã tư vấn cho chị khách hàng này sử dụng cái loại cây gọi là phúc tần của Ấn Độ. Thì đây là một trong những cái loại cây rất là phổ biến và rất là dễ trồng. Để mà trồng cái loại cây này thật là dễ dàng thì các bạn nên lắp đặt một cái hệ thống tưới tự động. Diện tích tất của căn nhà này là ngang 6 và dài là 20m. Với cái diện tích này thì kiến trúc sư tụi mình đã lên cái phương án thiết kế cho khách hàng như sau. Trước hết là tầng hầm sẽ có 3 chỗ đậu xe. Phía sau tầng hầm thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phơi đồ nữa. Lên trên tầng trên thì chúng ta sẽ có một phòng khách này và một cái khu vực nhà bếp. Đặc biệt là cái căn nhà này nó còn là một cái căn góc, bên cạnh nó có một cái hẻm 3m nữa. Cho nên là cả nhà bếp và phòng khách đều rất là đầy đủ ánh sáng và tận dụng được cái gió trời tự nhiên. Tầng 2 sẽ có 2 phòng ngủ, là phòng ngủ master của chủ nhà và phòng ngủ cho em bé gái. Đặc biệt là phòng ngủ master của căn nhà này thì rất là lớn, diện tích lên tới hơn 40m² và có một cái view trực tiếp ra bờ Hồ Bún Sáng, có thể gọi là một cái view triệu đô đó các bạn. Như vậy thì căn nhà của chúng ta sẽ có một tầng hầm này, một khu vực phơi đồ, một phòng khách, một nhà bếp và 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh cùng với lại một phòng thờ nữa, rất là đầy đủ công năng cho chủ nhà sử dụng.